Ui, chào mấy đứa, nhanh trí đứng đây từ chiều. Thôi, mỏi chân quá, ngồi xuống nói chuyện nha. Hôm nay là một chiếc video hé lộ những điều biết mà hình như chưa biết nhưng lại nói là biết. Thì rốt cục đã biết chưa? Hại não quá. Thôi vào việc luôn chứ, anh em xách dép đuổi tới tấp nhanh trí rồi đây nè. Tới công chuyện luôn với thử thách các fan biết gì về nhanh trí. Cơ hội dùng tới danh hiệu fan cứng cựa của nhanh trí đến rồi đây anh em. Đố các bạn, con số chính xác ngày nhanh trí ra đời là khi nào? Hi, từ hôm trước nhanh trí đã nháy sắp tới sinh nhật mình rồi nên không có gợi ý đâu. Sao kê ngay cái ngày sinh của nhanh trí ra, chờ các fan tặng quà. Đùa thôi, chứ anh em xem video, like, share, đăng ký kênh đã là món quà bự trà bá dành cho nhanh trí rồi. Còn chính xác thì nhanh trí đã tham gia YouTube từ ngày 20 tháng 3 năm ngoái và chỉ còn đôi ngày nữa là tròn 1 tuổi rồi. La la la, vui quá xá là vui. Xí hụt vui thôi nhưng đừng mừng vui quá, mới bị anh edit cho đập, ăn mừng tí mà cứ phải tém tém lại, thực hiện 5K, giận tím người muốn dỗi luôn. Anh em nhà mình có tổng cái nhà bà kết, một năm này nhanh trí đã có tất cả bao nhiêu video rồi không? U là trời, con số bất ngờ con cá cờ mà anh em nào phải theo chân nhanh trí từ những ngày đầu mới đoán chính xác được. Hỏi anh edit cũng không nhớ, chuẩn bao nhiêu nữa kìa. Sau một năm cày cuốc làm ăn chăm chỉ không ngày nào không up video, thì đến ngày sinh nhật nhanh trí đã có hơn 630 video rồi nè. Tự thấy mình cũng chăm chỉ lắm, chưa dám bỏ fan ngày nào, thì anh em cũng đừng bỏ nhanh trí nha. Ái chả, nhắc đến sinh nhật thì ngay sau tháng 3 có thêm một YouTuber siêu hot siêu xịn mà ai ai cũng biết có ngày sinh nhật kênh vào tháng 4. Đố các bạn là ai? Là lời nói dối của em. No, tháng 4 là sinh nhật của kênh YouTube 1,2 triệu subscribe với chiếc game kinh dị quốc dân Poppy Playtime cực quen thuộc, Zip. Anh em mình chắc hẳn cũng có rất nhiều bạn fan của cô nàng bao ngầu này. Xin chào các bạn lại đến với kênh của Zip. Video ngày hôm nay nhớ là hóng sinh nhật nhà người ta đừng có quên đó. Bonus thêm cho anh em là chiếc video nhiều view nhất của cô nàng này đã có đến 3,5 triệu view rồi đó. Một con số quá khủng phải không? Số view thì nhanh trí có đến hơn 6 triệu rồi, cơ mà subscribe thì mới có hơn 340k. Anh em tranh thủ like, share, rủ thêm 500 anh em bạn bè chiến hữu bồ bịch, à nhầm, bồ tèo, subscribe cho nhanh trí để mau chóng lên đến con số 1 triệu nút vàng nha. Kể các bạn nghe, nhanh trí đã phải chờ trực 3 ngày để xin được in tư của anh chàng biến hình cực mạnh, mạnh hơn cả 5 anh em siêu nhân với đủ các loại tạo hình, từ vợ chủ tịch đến em gái quốc dân, từ chàng lãng tử đến nàng ăn xin. Nhưng anh ấy vẫn nói, Hồng bé ơi, anh không cho đâu, giặt đồ mệt muốn chốt mà cứ xin, rồi xong, giờ mình bóc phốt anh ấy luôn. Đố các bạn, đây là ai? Đấy, cứ phải rõ ràng là trên đời này không có gì rõ ràng thì mới chịu. Má cám cứ phải thả tim follow các kiểu con đà điểu anh mới cho cơ. Người đâu, xinh mà kiêu kỳ thế bà. Và đó chính là anh Võ Thành Ý này nè. Idol top hơn 10 triệu view, nhất xóm rồi anh ơi. Đã xin được in tư rồi thì phải khoe ngay cho anh em nào chưa biết là anh Võ Thành Ý sinh năm 1999, quê ở Trà Vinh. Idol top này còn có một nghề khác là thợ make up, diễn viên múa. Ê ơi, lắm tài quá anh em nhỏ. Trở thành idol top hơn 10 triệu sắp thì anh Thành Ý có một cái biệt danh độc quyền có 102, đố anh em đó là gì? Mở ngay vào top của anh thì sẽ thấy một chiếc video với 29,2 triệu view được ghim ngay đầu trang. Cám ơi, cám biến hình thành cô dâu đi cám. Ai rảnh đâu mà biến, trời đất ơi, mày thấy tao giặt đồ mệt muốn chết không mà biến. Một khán giả giả chân hết sức, còn muốn hốt mẹ cám làm vợ. Thế là có một màn biến hình mãn nhãn như năm anh em siêu nhân, má cám mãi đỉnh anh em nhỏ. Anh em, khi mà trà xanh đã không đơn thuần chỉ là một loại trà thì nên làm gì cho ngầu nhỉ? Khó thế mà cũng nghĩ ra được, thầy Beo U40 đã dạy rồi. Chị trà sữa không bán trà xanh thì order ngay trà đào trà vải gì cũng được, miễn không phải là trà xanh là được. Thế đã ok chưa? Nhưng mà dăm ba cốc trà xanh uống tốt cho sức khỏe lắm đấy chứ, chả đùa đâu. Như là tăng cường sức khỏe, trẻ lâu nhớ dai, thậm chí còn giảm béo nữa cơ. Ảo thật đấy. Mà này nhá, có người nói im lặng là vàng nhưng nói ra là kim cương. Vậy chủ nhân của câu nói này là ai mà lại hot dần dần 200 độ suốt thời gian qua? Đố anh em, câu nói này chính chủ là ai đấy? E
eo ôi, toàn các nhân vật máu mặt có 102 phải không anh em? Nhưng mà viral thế thì chỉ có thể là đại gia đại nam, cô Phương Hằng mà thôi. Người có nhiều câu nói chất như nước cất, xứng đáng 1.000 like anh em nhở. Đoạn này mình đang mắc Covid nên giọng có hơi khác một chút, mong các bạn thông cảm nha, hu hu. Ơ kìa, mới có câu thứ 7 thôi, sau còn nhiều cái điều chưa biết như biết lắm, nên anh em đừng vội rời đi nha. Cứ từ từ theo dõi đến cuối mới ú hòa nhiều bất ngờ con cá cờ. Khi mà người người nhà nhà dần dần tình trạng hụt hơi đến hết hơi, từ FA thành F0 thì đố các bạn, ngoài bác sĩ, ai còn có thể cứu cánh được trong pha này? Sáng nhặt lá, chưa đá ống bơ, chiều làm thơ, tối làm bài tập thì mới có thể biết được người cứu bạn khỏi cảnh sắp hết hơi chưa chắc là một bác sĩ mà còn có thể là một chú vá xe nữa cơ. Đang đi đường mà xe vấp phải đinh thì ngoài chú vá xe ra chẳng ai cứu được bạn đâu, có phải không? Thêm một chiếc, à không, hẳn hai chiếc YouTuber xịn sò con bò tới từ tựa game dành cho người chơi hệ Five Nights at Freddy mà không may cho anh là đã rơi vào nhanh trí. Mặc dù anh này đẹp trai có thừa, đúng chuẩn đẹp trai nhà giàu có xe đạp riêng nhưng nhanh trí cũng không thể tha được. Đố các bạn, đây là ai? Mấy bạn comment sớm quá mà chẳng thấy đúng gì vậy trời. Phải suy nghĩ chút đã chứ. Chậm mà chắc nha. Hôm rồi nhanh trí đi lượn lờ comment, còn gặp fan mình trên kênh của anh BQ Thanh và chị Ốc này cơ. Bữa sau mà có đi dạo thì alo nhau đi cho có hội nha anh em ơi. Thường lắm y mới rủ đi chung. Dù anh em đi xem mà chẳng biết có ai hú mình không nữa, chứ anh BQ Thanh và chị Ốc không chỉ cài Poppy Playtime mà còn có cả Minecraft nữa cơ. Đỉnh cao hơn nữa là skill mang cả nhân vật trong Minecraft lấn sân sang Poppy Playtime. Đố anh em, đâu là skill của chị Ốc? Không phải fan cứng cựa thì chắc chắn không thể biết được điều này đâu. Nhanh trí cũng phải nghĩ mãi mới ra đây chứ chẳng đùa. Cố mãi thì chị Ốc Cute cũng có cho mình được một bộ skill siêu dễ thương màu hường. Nhưng anh em cũng biết nhân vật của chị Ốc bá đạo nhất phố chợ gạo mà phải không? Phải đăng ký kênh xem hết quảng cáo nhá, không là mình hết tiền, không mua được hết các loại skin. Đã xong 10 câu đố vẫn như mọi ngày là thời gian cho anh em túm lại hết những câu hỏi đã có trong video ngày hôm nay. Cứ không nhắc là lại quên đấy. Đố các bạn, nhanh trí đã nhắc đến bao nhiêu idol trong 10 câu đố trước và đó là những người nào? Thử thách này chỉ dành cho những bạn có IQ cao, trí nhớ tốt thôi. Vì 10 câu đố với rất nhiều các YouTuber và idol top top được nhắc đến chính là nhanh trí số 1, số 2 cô nàng Ship, số 3 thầy Beo U40 với câu trả lời cực bá đạo về trà xanh, cô Phương Hằng đại gia, chú Huấn Hoa Hồng hay chú Tiến Bịp. Ngoài ra còn có bộ đôi anh BQ Thanh và chị Ốc Cute Phô Mai Que không chỉ là YouTuber mà còn là những game thủ bá cháy trong làng Minecraft và Poppy Playtime. Hết nước chấm với những điều biết mà hình như chưa biết nhưng lại nói là biết, thì rút cục đã biết chưa? Chắc chắn là phải biết rồi, mãi đỉnh như fan nhanh trí mà nhở. Anh em mình ơi, hết thời gian rồi, video hôm nay đến đây thôi. Cùng chờ nhau ở những video sau, sẽ gặp nhiều idol xịn sò con bò hơn nữa nhé. Bye!